chào cả nhà đã đến với kênh My Linh Finland review cuộc sống Phần Lan của Linh nha. Hôm nay hai vợ chồng Linh đi trễ hội các bạn ơi. Ở nhà lâu quá rồi cái muốn tự kỷ luôn, cho nên là hôm nay lên đồ thiệt là đẹp luôn để lên công ty của chồng. Bởi vì họ có cái đoàn gì thanh tra gì Linh không biết, là tới công ty của chồng Linh để họ kiểm tra gì á, để chồng Linh giới thiệu về công ty của chồng Linh á, cho nên là Linh cũng đi theo. Và sau đó vợ chồng Linh sẽ đi ăn trưa ở nhà hàng sang trọng, và buổi tối là lại có tiệc nữa, cho nên là Linh hôm nay Linh rất là hào hứng và đã quánh cho mình lồng lộn lên các bạn. Where we go? Mọi người, hai vợ chồng Linh tới buổi tiệc này rồi. Sẽ review cho các bạn xem buổi tiệc ngày hôm nay có gì nha. Rất là đẹp luôn. Đây, đã tới rồi mọi người ơi. Sự kiện phải rửa tay trước khi vô. Đây, sự kiện ngày hôm nay rất là đẹp luôn. Đây các bạn, cái buổi tiệc ngày hôm nay là để cho các công ty họ sẽ quảng cáo, họ sẽ introduce về công ty của họ, là công ty họ có những gì là họ sẽ show ở đây. Đây là công ty của chồng Linh, là sẽ có nhân viên của chồng Linh đứng ở đây để mà khách hàng họ tới, họ muốn biết về công ty của chồng Linh á, là họ sẽ tìm hiểu về công ty của chồng Linh. Và đây các công ty khác kế bên đây. Đây mọi người. Đây, có rất nhiều công ty ở đây. Và bên kia nữa các bạn, để Linh sẽ quay cho các bạn xem bên kia nha. Đây, họ đang có event đây. Có lên truyền hình luôn các bạn. Rồi, thấy không? Có lên truyền hình luôn á. Đây, đây, bên kia cũng có những cái công ty khác tới đây họ quảng cáo về công ty của họ. Đó, họ đang giới thiệu về sản phẩm công ty họ nè. Kinh doanh đó. Mình nghe mập mờ thôi chứ mình không có nghe hết được đó các bạn. Họ sẽ dạy về những cái buổi học kinh doanh, với lại chồng Linh thì tới đây để giới thiệu và interview về cái công ty của chồng Linh cho khách hàng họ biết tới, để họ có sự lựa chọn đó các bạn. Có lên TV luôn đó nha, đang quay phim họ và đang quay nè. Chương trình này có lên TV luôn đó các bạn. Nên là không nói lớn được, nên là mình chỉ quay cho các bạn xem thôi nha. Đây mọi người, hai vợ chồng Linh ở trong hội nghị ra rồi, bây giờ đi ăn. Mình sẽ review cho các bạn xem cái nhà hàng Thái nè. Đây là cái nhà hàng Thái mà Linh hay ăn nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Rất là đẹp. Họ trang trí rất là dễ thương luôn. Đây. Chồng Linh đang ngồi nè. Đây, họ đem nước tới cho Linh nè. Peters. Nha. Thank you. Thank you, sir. Đây, ly nước của Linh nè các bạn. Dễ thương quá. Bây giờ Linh phải uống thử coi sao làm sao nha. Này các bạn, đây là buổi ăn trưa của vợ chồng Linh. Linh ăn cái gà nướng lò nha, Kitos. Chồng Linh ăn món cà ri gà, họ để đẹp không các bạn.
Đó. Nếp này các bạn, họ nấu rất là ngon luôn. Linh rất là mê cái món xôi ở đây. Đó, họ nấu dẻo mà thơm, rồi nấu với nước cốt dừa các bạn. Bây giờ Linh hãy ăn đi, Linh đói quá trời đói rồi. Cái gà họ đút lò các bạn, họ xuyên qua vậy nè, là mình chỉ cần ăn nó với lại xôi các bạn, rất là ngon luôn. Họ nêm cái vị cái kiểu của châu Á mình đó các bạn, ngọt ngọt mặn mặn cái cây nó. Hồi sáng nên chưa có ăn sáng luôn. Rồi lên chỗ dự sự kiện với chồng xong, giờ là 2:30 rồi, 2:30 mới được ăn mà sáng giờ đói vung tay lên chân. Hồi chiều nay 6:00 đi ăn tiệc tiếp nữa. Vợ chồng mình á đúng đang mùa dịch đó các bạn, ít đi á, chứ hồi năm rồi á đi mà mọi người sợ luôn là suốt ngày tiệc tùng mà giờ năm nay chúng mùa dịch nè, không có đi đâu được á, lâu lâu được đi nhà vậy thôi. Chứ hồi đó hả, cái ngày nào không có cuối tuần nào mà ở nhà đó. Rất là ngon luôn. Này với lại nước cốt dừa với lại lá dứa này rất là thơm. Mình đói quá, hơi xấu ăn xíu. Ok, mình xin kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn xem đừng quên bấm nút like và subscribe kênh Linh nha. Mình có đi nước nè, wow. Nhớ đừng quên follow kênh của Linh nha các bạn ơi. Bye bye.